Ăn hết cái này rồi đi. Xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mấy anh em mình lại chuẩn bị săn đồ chim mọi người ạ. Nhưng mà thời tiết nó xấu quá, thời tiết nó mưa lích dích mấy ngày hôm nay rồi. Nhưng mà hôm nay cuối tuần thì bọn mình có mấy cái tổ chim mà đến ngày bắt rồi. Nếu mà không bắt thì sợ nó bay mất, nên hôm nay mưa gió thì cũng cố gắng đi bắt về nha mọi người nhá. Thì sang tuần ai cũng có công việc rồi, mình thì phải đi làm. Mấy thằng cháu thì nó cũng phải đi học, nên là sợ mà để cuối tuần sau ấy thì nó lại bay mất. Đấy, nên là hôm nay là chủ nhật thì tuy là mưa gió nhưng mà anh em sẽ cố gắng là đi thu hoạch mấy cái tổ chim đi về nhá. Thì mấy tổ chim này anh em mình phát hiện từ cuối tuần trước nhỉ. Đúng rồi, cuối tuần trước. Đấy, thì có tổ chuột than này, bịp bịp này, bách thanh, đủ loại luôn. Đấy, thì hôm nay anh em mình sẽ đợi một chút nữa cho mưa nó ngớt thì bọn mình sẽ đi và mình bắt về nhá mọi người nhá. Tiện quay video cho mọi người xem luôn. Thì hôm nay hứa hẹn là sẽ có chim mang về đấy. Vì hôm nay bọn mình tính là theo bọn mình tính là hôm nay là đến ngày bắt là khả năng chim con nó cũng là to rồi, đã bắt được rồi. Ok, thì một lúc nữa trời nó ngớt mưa thì bọn mình sẽ đi bắt và mình sẽ quay lại video cho mọi người xem nhá. Mọi người cùng đón xem nhá. Mình lích hết đi rồi, đi thôi. Tạnh tạnh rồi. Đây anh em mình đến đây nhá, mọi người nhá. Đầu tiên anh em mình sẽ bắt tổ chòe trước. Đấy, tổ chòe thì tuần trước mình thấy bắt đầu nó lở được một con rồi. Không biết bây giờ lở hết chưa. Ok mọi người nhá, bây giờ mình sẽ đưa camera của mình lên để kiểm tra nhá. Thang có gãy được không? Đấy nhá anh em nhá. Bọn mình mang cái thang lên. Cái thang này thực ra nó đến cái lạch giường đây. Rồi. Ba thằng mày đứng ở đây nhá, để chú vào chú xem nhá. Không có gì mà bắt được thì chú bắt ra luôn. Nhá. Ok thì bây giờ mình sẽ vào mình xem cho nó, mình nếu mà bắt được rồi mình sẽ bắt luôn nhá, cho ba thằng cháu đứng ngoài này thôi. Vào đông thì nó nói chung nó bất tiện lộn nhộn. Rồi. Chú đội cái mũ vào, có gì chú đựng ra cái mũ này. Cháu vào cùng chú rồi. Hả? Cầm. Không cần. Chú ấy nó bỏ đây rồi. Ừ mày vào với chú cũng được. Nha. Đi, thế mày xách cái thang mà. Hai thằng này ngồi gọn vào đừng. Đây này ngồi sau cái xe máy của chú này. Ngồi đây này. Không là người ta để ý lần này còn lần sau. Từ từ thôi, từ từ thôi kia. Từ từ thôi. Anh em mình sẽ vào nhé mọi người nhé. Thì nó ở cái chòi hoang mọi người ạ. Nó làm trong cái ống luồng, trong cái chòi hoang đấy. Lần trước thì mình đã quay cho người xem ấy. Đi nhanh đi cháu. Bây giờ anh em mình vào. Anh em mình tuần trước lên thì bắt đầu lở rồi. 4 trứng thì lở được 1 trứng rồi. Nên là sau một tuần mình nghĩ là tổng lại bắt được rồi. Hôm nay mang luôn thang ra bắt luôn. Đấy cũng chả kiểm tra. Kiểm tra mỗi lần đấy rồi. Không biết còn hay không. Đi, còn thách mẹ gì đâu. Đấy, cú gáy vẫn gáy ác lắm. Ở đây lắm cú gáy lắm. Mày vào trước đi, tí chú đút qua cho. Mày ngồi ngoài thôi. Đây có người ta dọn cỏ này nè. Vào đi, vào đi. Bảo mấy thằng kia nó ngồi xuống, nó cứ đứng bên kia. Đây nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ vào mình xem nhá. Đây nó ở trong tổ, nó trong cái trò hoa này mọi người. Ấy mọi người nhìn cái chòi hoang này chưa? Ấy đây tổ ra cái ống luồng này mọi người nhìn này, có lần mình đã quay cho mọi người xem đấy. Ấy hơi ngược nắng để ống luồng này nhá mọi người nhá. Ok thì mình sẽ dựng cái thang lên để mình nên mình xem đã bắt được chưa nhá. Được chưa, tổ ơi, thang ngắn rồi mọi người ạ, thang ngắn rồi. Nên được không? Nên được. Cái thang ngắn rồi.
Ôi trời ơi, nó bắt rồi. Bắt cả tổ rồi. Không ổn rồi. Thì chả cho bạn này biết cái mất ngay. Mất cả tổ rồi. Kéo được rồi. Hả? Kéo được rồi, chả bạn này kéo được rồi. Cày thế nhỉ. Hôm nay mà nó không mấy là tổ hôm nay đẹp lắm ấy. Mà thằng ngu là nó bắt nó rút cả rác ra. Bắt mất tổ đấy anh em nhá. Mình từ nãy giờ mình đang cay đây, vẫn đang cay mà. Khả năng là do lần trước đăng video lên thằng nào nó biết lại ra nó bắt mất rồi không ạ. Điền thế thì cứ đăng video lên cái này, ý rằng có thằng mấy thằng ở đây nó lần mò ra được. Mẹ bực thật. Tổ đấy mẹ mật, nếu mà hôm nay mà bắt được là tổ con đẹp lắm rồi đấy, tổ ấy phải vỡ lông ngỗng rồi, đẹp lắm rồi. Mà thằng ngu nhỉ, nó bắt nó rút cả rác làm cái gì, nó chỉ bắt con thôi để rác lần sau lại làm. Thế là anh em mình mất luôn tổ chòe cho mọi người nhá. Đấy, đầu buổi đã mất tổ chòe cay rồi. Thế hôm nay là cay rồi. Hôm nay là tính là có chim mang về đấy, có tổ chòe mang về đấy, nhưng mà không ngờ chán quá anh em ạ. Ôi. Cay thật. Thôi bây giờ anh em mình sẽ đi bắt tổ bím bịp nhá mọi người nhá. Đi xem tổ bím bịp. Đây, anh em mình bây giờ vừa mất tổ chòe rồi vẫn đang cay cú mọi người, nhưng mà thôi. Không sao, bây giờ anh em mình đi xem lại mấy tổ khác. Đây, đang có tổ bím bịp, mấy tổ Bách Thanh ở đây. Chắc bắt tổ bím bịp thôi, Bách Thanh thôi. Bách Thanh mẹ đang kêu đúng không? Đâu tổ đâu à? Mẹ con Bách Thanh chắc tổ to lắm rồi nhỉ. Con chắc to lắm rồi. Tí xem sau, bây giờ ra xem tổ bím bịp trước, cho mình bắt tổ bím bịp trước. Ấy con mẹ đấy, Bách Thanh mẹ kìa. Ui giời. Ô vớ vẩn, lại gặp con Bách Thanh đột biến như sao nhỉ? Lại gặp con Bách Thanh bé. Ô đây. Vớ vẩn, may thì vớ được con Bách Thanh con đột biến thì ngon. Ơ, mày chưa nhìn Bách Thanh đột biến à? Nó đang lên hội bán đầy. Đây anh em nhá. Hôm nay mưa quá mọi người ạ, mọi người nhìn này. Ướt hết này. Đây tổ bịp đây. Mọi người nhìn chưa? Đấy, thằng tay mình này. Rồi mọi người, cây nó hơi trơ một tí, nhưng khả năng mình sẽ cố gắng mình trèo lên để xem mà hôm sau. Hôm nay khả năng sẽ thu hoạch bắt được cái tổ này thì tốt. To đúng luôn. May nó to hơn thôi. Ờ, vẫn thế thôi, để bây giờ mình sẽ tìm cách mình trèo lên cho mọi nhá. Mọi người cùng xem theo dõi đi quá trình mình bắt thu phục cái tổ này nhá, xem liệu hôm nay có mang được con bìm bịp nó về nuôi không nhá. Giờ mình sẽ trèo lên. Đây tổ đây mọi người nhá. Đây tổ đây. Hiểu rồi. Lạ chưa? Lỡ được mấy con? À lỡ rồi anh em nhá, lỡ được 2 con. Lỡ được 2 con. Bé lắm. Đây mọi người này. Tổ đây. Ơi mới lỡ được 2 con này. Mồm đổi hoắn luôn. Ở này thì chưa bắt được, tổ này bé lắm. Bé tí. Nở rồi mọi người nhá. Đấy cái tổ bìm bịp này thì hôm nay xoay nên nở rồi, nhưng mà con hắn bé quá mọi người ạ. Nó mới lỡ được 2 con. Không biết hai quả kia có lỡ không hay là ung, nhưng mà bé như này vẫn chưa bắt được nhá mọi người nhá. Thì mình sẽ để thêm vài hôm nữa nhá. Ok, bây giờ mình sẽ trèo xuống nhá. Ui, ok mọi người nhá, thì tối nó bị bịp nó nở rồi, nhưng lỡ được 2 con này, nhưng mà con nó bé lắm. Chắc nó nở chắc chỉ được 1-2 ngày thôi. Chưa bắt được mọi người ạ. Đấy, chắc mình sẽ để vài hôm nữa mình sẽ quay lại mình bắt nhá. Vừa nghe tiếng mào mũ nó hót ở trong này. Không thấy đâu rồi. Đây mình còn tổ Bách Thanh nữa. Đây tổ Bách Thanh thì chắc chắn là đến tầm bắt rồi. Đâu tổ Bách Thanh đâu nhỉ? Đây tổ Bách Thanh ngay đây mọi người này. Đây con mẹ nó vừa nó quay quanh cho nó kêu. Đây thì nên quay cho mày xem tí. Đấy mẹ nó kêu ấy.
cái này thấp thì trèo dễ rồi, không như cây kia. Ây ui, ấy con mẹ nó kêu ấy. Ây tổ đây mọi người. Ây tổ đây. Hôm trước thì ấy con mẹ nó kêu. Hôm trước thì mình trèo lên thì nó đang có con. Con nó cũng còn bé nhưng... Hôm nay chắc là con to rồi. Đây đây, tổ đây mọi người này. Đây, bách thanh đây. Trèo lên xem nào nhá. Ui, con to rồi. Đây, tổ đây. Mày nhìn này. Ui, tẹ lông ống rồi. Đẹp tuyệt vời luôn. 5 con. Bắt cái mày có nuôi không? Ôi, mấy thằng nuôi lại chết. Đây. Tổ bách thanh đây nhá anh em nhá. Tổ này hôm trước mình xoay 5 con, đúng 5 con không? Ôi, tổ này sắp bay chuyền rồi đấy. Con này nó ngẩng ngẩng đầu, nó định nhảy ra khỏi tổ rồi này. Đây mọi người này. Đấy. Ôi thì mình cũng chả bắt đâu mọi người. Quay cho mọi người xem chút thôi. Mấy thằng kia có nuôi không? Nuôi đi. Rồi giờ mình xuống nhá. Ui hôm nay, nói chung hôm nay mưa trèo trơn quá. Ôn con nào ấy. Em mày, em ruột à? Đây vừa con trò mũ nó kêu đây mà. Hả? Vào, nhà ông ấy. Thôi đi, hôm nay chú cháu mình thế thôi. Hôm nay mưa lắm, khó trèo lắm. Chú trèo hai cây mệt quá. Hôm nay mất tổ trẻ than này, cày cày là không muốn xem rồi. Cày là không mua là không muốn đi tìm rồi đấy. Mọi người ạ, hôm nay nói chung là bọn mình mất tổ trẻ than này nè. Tâm trạng là không muốn đi tìm tổ nữa rồi. Khả năng anh em mình sẽ về thôi nhá. Ôi, rửa chân tay đi. Về chứ. Về thôi, thì hôm nay mất tổ trẻ đấy là cụt hết cả hứng. Thôi, khả năng anh em mình sẽ kết thúc video ở đây nhá mọi người nhá. Thì hôm nay đi thu hoạch mấy tổ chim nhưng mà thất bại mọi người ạ. Có tổ trẻ hy vọng nhất thì lại bị bắt mất. Đấy, thì còn tổ bìm bịp thì chưa bắt được. Có mỗi tổ bách thanh bắt được rồi thì anh em lại không ai nuôi nên là cứ vứt đấy thôi mọi người. Anh em nào kết thì liên hệ mình thì mình bắt cho thôi. Chứ bọn mình không nuôi cái dòng bách thanh nhá mọi người nhá. Không có thời gian nuôi. Và anh em nào kết thì mình bắt cho tổ bách thanh. Còn hôm nay mất tổ chuột tha này làm anh em mình cũng không muốn đi tìm nữa mọi người ạ. Hôm nay tạm thời sẽ dừng video đấy nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở các cái video sau của mình nhá. Xin chào. Bạn thanh niên, chào khán giả phát nhỉ. Chào mọi người.